Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký quyết định số 712 ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn và tiếng Đức, ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm. Với quyết định này, môn tiếng Hàn và tiếng Đức được coi là ngoại ngữ 1, được tổ chức giảng dạy từ lớp 3 đến hết lớp 12. Quyết định có hiệu lực từ ngày 9 tháng 2, 2021. Môn tiếng Hàn ngoại ngữ 1 là một môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông, giảng dạy từ lớp 3 đến lớp 12. Bên cạnh việc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Hàn, môn học này còn trang bị kiến thức và kỹ năng học tập ngoại ngữ nói chung, giúp cho học sinh có thể vận dụng ngoại ngữ một cách có hiệu quả. Nội dung cơ bản của môn học bao gồm các chủ điểm, chủ đề và kiến thức ngôn ngữ được lựa chọn phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh và được tích hợp vào quá trình rèn luyện, phát triển các kỹ năng nghe nói đọc viết cơ bản. Các kỹ năng giao tiếp và kiến thức ngôn ngữ được xây dựng trên cơ sở các đơn vị năng lực giao tiếp cụ thể, trong các chủ điểm và chủ đề phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh phổ thông, nhằm giúp các em đạt được các yêu cầu quy định trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc chung cho Việt Nam. Cụ thể, học sinh kết thúc lớp 6 đạt bậc 1, kết thúc cấp trung học cơ sở lớp 9 đạt bậc 2, kết thúc cấp trung học phổ thông lớp 12 đạt bậc 3. Tổng thời lượng chương trình là 1.155 tiết, mỗi tiết 45 phút, bao gồm cả các tiết ôn tập và kiểm tra đánh giá. Thời lượng tương đương với bậc 1, bậc 2 và bậc 3 lần lượt là 420 tiết, 420 tiết và 315 tiết. Về nội dung, ở cấp tiểu học, lớp 3, lớp 5, việc dạy học tiếng Hàn giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp cơ bản thông qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó chú trọng nhiều hơn đến 2 kỹ năng nghe và nói. Ở cấp trung học cơ sở, việc dạy học tiếng Hàn tiếp tục giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, đồng thời phát triển năng lực tư duy và nâng cao sự hiểu biết của học sinh về văn hóa xã hội Hàn Quốc và các quốc gia trên thế giới, cũng như hiểu biết sâu hơn về văn hóa xã hội của dân tộc mình. Ở cấp trung học phổ thông, việc dạy học tiếng Hàn giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Hàn dựa trên nền tảng chương trình tiếng Hàn đã được học ở các cấp tiểu học và trung học cơ sở, trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng để học tập suốt đời, phát triển năng lực làm việc trong tương lai. Mục tiêu chung của chương trình đảm bảo kết thúc chương trình giáo dục phổ thông, học sinh có khả năng giao tiếp đạt trình độ bậc 3 của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Như vậy, với việc bổ sung thêm tiếng Đức và tiếng Hàn thì chương trình giáo dục phổ thông hiện nay có 7 ngoại ngữ 1 gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Đức và tiếng Hàn. Học sinh được quyền lựa chọn một trong 7 ngoại ngữ trên là ngoại ngữ 1 bắt buộc để theo học. Cuối năm 2020, ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời ở Mỹ khiến người thân và bạn bè vô cùng bàng hoàng. Đến hiện tại, tro cốt cố nghệ sĩ đã được an vị tại quê nhà Đồng Tháp, bên cạnh mộ phần của ông bà nội. Tuy nhiên, những lùm xùm liên quan đến gia đình cố ca sĩ Vân Quang Long vẫn chưa dừng lại. Sáng ngày 4 tháng 3, Ái Vân, vợ cũ của cố ca sĩ Vân Quang Long đã lên tiếng bức xúc, tiết lộ nhờ pháp luật can thiệp vì gia đình liên tục vướng tin đồn vô căn cứ, vu khống nặng nề, ảnh hưởng đến cuộc sống của bố mẹ và các con của cố ca sĩ. Ái Vân chia sẻ đa phần những thông tin sai lệch trên được các YouTuber lan truyền. Công an đã xác định được 6 đối tượng đầu tiên để tiến hành các bước tiếp theo. Trong thời gian vừa qua, gia đình sốt ruột trong ngóng sự thật được sáng tỏ, nhưng rất trân trọng trước mọi bước đi cẩn thận, tìm hiểu kỹ lưỡng, làm việc chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật của các anh chị công an và các anh chị phóng viên. Diễn biến đang được thúc đẩy bởi những con người đứng về phía pháp luật và sự thật. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chia sẻ với truyền thông, bố mẹ của ca sĩ Vân Quang Long cho biết, ông bà bị vu khống chuyện mượn 250 triệu đồng của Linh Lan, vợ hiện tại của cố ca sĩ Vân Quang Long để đánh bạc. Vì không trả nên nảy sinh mâu thuẫn. Từ ngày còn mất đến nay đã hơn 50 ngày. Hơn 50 ngày qua, gia đình tôi chưa một ngày yên ổn. Nhiều người không biết từ đâu mà làm clip đăng trên mạng liên tục chửi rủa gia đình tôi. Họ nói chúng tôi sẽ bị quả báo. Gia đình tôi có làm gì sai? Về sự việc này, Linh Lan cũng đã lên tiếng, đó là thông tin bịa đặt. Ai nói ba mẹ anh Long mượn tiền gia đình em là không đúng cho ba mẹ anh Long. Thông tin nói ba mẹ anh Long đánh bài là nói oan cho ba mẹ ảnh. Đặc biệt, Ái Vân cũng chia sẻ thêm rằng, cô đã cung cấp đầy đủ bằng chứng, clip, hình ảnh để nhờ cơ quan chức năng minh oan cho bố mẹ của chồng cũ. Đáng nói, Ái Vân cho biết con gái đầu lòng của ca sĩ Vân Quang Long khóc nức nở, xin mẹ nghỉ học vì bạn bè tẩy chay. Sau lễ tang anh Long, con gái lớn đang học lớp 8 đi học về òa khóc bảo, mẹ ơi con không đi học nữa. Tôi tìm hiểu mới biết, bình thường cả nhóm chơi với nhau, nhưng sau vụ việc gia đình bị các YouTuber bôi xấu trên mạng, các bạn tẩy chay con luôn. Tôi cho con nghỉ học một hôm và nhờ cô giáo nói chuyện với các bạn để con tiếp tục đến lớp. Hiện tại chúng tôi đang liên lạc với gia đình cố ca sĩ Vân Quang Long để tìm hiểu thêm sự việc. Hương Giang đang là một trong những cái tên hot của showbiz Việt. Kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018,
người đẹp đã có thêm một lượng fan hùng hậu. Được biết, group fan của Hậu chuyển giới quốc tế có tới gần 170.000 thành viên tham gia và hoạt động khá sôi nổi. Thế nhưng tối ngày 3 tháng 3, những người truy cập group mang tên Hoa hậu Hương Giang đột ngột nhận được thông báo liên kết bạn truy cập có thể bị hỏng hoặc trang có thể đã bị gỡ. Nhiều người vô cùng bất ngờ khi nhận được thông tin này. Nhiều giả thuyết đang được đặt ra rằng liệu group fan của Hương Giang đã bị anti-fan đánh sập hoặc có thể group này đã bị dừng hoạt động. Hiện tại mọi sự đều đang là đồn đoán. Trước đó, Hương Giang vướng vào những ồn ào liên quan tới anti-fan. Trong một thời gian ngắn, Hoa hậu bị lập rất nhiều group anti-fan với số lượng thành viên rất đông. Sự việc bắt nguồn từ việc nhiều người cho rằng Hương Giang đang cố gắng nói đạo lý và việc người đẹp xuất hiện quá nhiều với những câu chuyện được cho là đạo lý đó đã khiến mọi người khó chịu. Không những thế, sự việc càng thêm căng thẳng khi Hương Giang quyết định mời công an vào cuộc để xử lý một trong những anti-fan của cô. Những tưởng vụ việc sẽ được êm ả, thế nhưng anti-fan lại ngày càng hung hãn hơn. Anti-fan liên tục tấn công các nhãn hàng mà Hương Giang làm đại diện. Sau đó, Hương Giang cũng đã có những chia sẻ về việc trải qua việc này như thế nào, cũng như quyết định ít xuất hiện hơn. Từ sau khi sinh hai nhóc tỳ Leon và Lisa, Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả gọn gàng khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Để có được điều này thì bên cạnh chế độ ăn uống, nữ ca sĩ cũng đã không ngừng tập luyện. Cô luôn duy trì thói quen tập yoga vào mỗi buổi sáng. Song song đó thì một tuần 3 buổi, cô còn tập riêng với huấn luyện viên thể hình riêng tại nhà. Mới đây trên trang cá nhân, giọng ca Cả Bầu Trời Thương Nhớ còn khiến dân tình không khỏi trầm trồ khi đăng tải loạt video clip ghi lại cảnh cô tập luyện hùng hục từ yoga đến đẩy tạ. Sau khi chia sẻ, bài đăng của Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận suýt xoa, bày tỏ sự ngưỡng mộ từ mọi người. Ai nấy đều phải gật gù công nhận trước khả năng tập luyện của nữ hoàng giải trí. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen thì Hồ Ngọc Hà vẫn bị một số cư dân mạng cho rằng cô vừa mới sinh chưa được bao lâu mà đã tập tành như vậy là không nên, thậm chí còn nhận xét nữ ca sĩ xa xỉ sức khỏe quá. Cụ thể, một người đã bình luận: "Đẹp rồi chị ạ, làm gì cho khổ vậy chị? Dù gì thì chị cũng mới sanh mổ mà, bây giờ chưa đâu. 50 tuổi chị sẽ hiểu sao hồi đó xa xỉ sức khỏe quá." Sau đó, một người khác cũng để lại bình luận đồng tình: "Đáng lẽ mẹ phải là người nói điều này, vì sanh mổ thời gian còn quá ngắn nên vết thương chưa lành hẳn đâu. Hà thử tưởng tượng là hiểu hơn ai hết, vậy mà tập quá nặng không tốt đâu." Trước việc bị nói đẹp rồi tập chi cho khổ, Hà Hồ cũng nhanh chóng đáp lại. Theo cô cho biết: "Em ơi, không tập thì 50 mới ốm yếu đó em. Mẹ chị 62 kìa em." Và khẳng định mình đã được bác sĩ cho phép tập. Lời phản hồi của Hồ Ngọc Hà trước ý kiến chỉ trích việc tập luyện sau khi sinh của cô đã nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình ủng hộ từ mọi người. Có thể nói việc tập luyện sau sinh đối với những mẹ bỉm sữa rất quan trọng, không chỉ giúp lấy lại vóc dáng nhanh chóng, khiến mỗi người phụ nữ trở nên đẹp hơn, tự tin hơn, mà còn giúp họ cải thiện sức khỏe của bản thân. Tối 3 tháng 3, bộ phim Gái Già Lắm Chiêu Năm đã được công chiếu, buổi ra mắt với sự xuất hiện của dàn sao hot trong showbiz Việt. Đặc biệt chú ý, đây là sự kiện đầu tiên mà Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện sau ồn ào lộ clip nóng. Có vẻ Ninh Dương Lan Ngọc đã lấy lại được tinh thần sau vụ việc trên. Nữ diễn viên trông khá vui vẻ và nhiều đồng nghiệp đã trao cho cô nhiều cái ôm khích lệ và mong cô vượt qua giai đoạn này. Và ở những khoảnh khắc đặc biệt, khán giả đã nhanh mắt soi ra được một đồ vật mới trên tay của nữ diễn viên. Theo đó, cô đã mang theo một chiếc nhẫn kim cương khủng, chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay áp út. Nhiều người đồn đoán rằng Lan Ngọc đã được bạn trai cầu hôn. Thế nhưng không ít người lại nghĩ chiếc nhẫn chỉ là món trang sức bình thường được Lan Ngọc đeo mà thôi. Một số cư dân mạng đã tìm ra điểm thú vị rằng chiếc nhẫn của Lan Ngọc và chiếc nhẫn cầu hôn của Đồng Nhi khá giống nhau. Thế nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chỉ là sự tò mò, vì cho tới thời điểm hiện tại, Lan Ngọc vẫn chưa công khai người yêu cũng như xác định tin tức hẹn hò. Sau thời gian tìm hiểu, nam em Lãnh Thanh đã quyết định đường ai nấy đi trong sự bất ngờ tiếc nuối của khán giả. Bởi nếu gạt qua những drama không đáng có thì họ được kỳ vọng là cặp trai tài gái sắc. Mới đây trên trang cá nhân, nam em vừa đăng tải loạt ảnh xinh đẹp chụp cùng với Hoa trên ban công căn hộ chung cư, đi kèm là dòng chú thích: "Thời gian không cho mình mãi rong chơi trên con đường tình ái. Đến một lúc nào đó đủ trưởng thành, bạn sẽ thấy không còn muốn đối hoài với những cảm xúc trong tình yêu. Lúc đó bạn sẽ thấy có trách nhiệm hơn với gia đình, với xã hội. Chuyện buồn xin cho qua, còn chuyện vui thì mình giữ lại." Bài đăng của Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại những lời khen ngợi cho nhan sắc của cô. Đồng thời, fan để lại những lời động viên đến nam em: "Bỏ lại mọi chuyện không vui và tiến về phía trước nhé, cô gái nhỏ."
phải luôn thật mạnh mẽ, nam em nhé. Thương em và ủng hộ em. Cố gắng thành công thì tình yêu sẽ tìm tới bé ơi, là những bình luận của khán giả. Nam em từng rung động với Lãnh Thanh sau khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò. Người đẹp đã trực tiếp theo đuổi nam diễn viên Thưa Mẹ Con Đi. Về phía Lãnh Thanh, anh cũng cho biết bản thân khá đồng cảm với bạn gái, song sau tất cả họ chỉ dừng ở lại mức tìm hiểu, trở về với mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.